Xin chào tất cả mọi người, mình là Icy Fox. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một trận đấu mà mình sẽ chơi cùng với cả bạn Idol, bạn Dop Dop, Don Don và bạn Chân Bè Doom. Và để xem vào trận đấu của ngày hôm nay thì mình sẽ chơi như thế nào nhé. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta có cả bạn Bò Sữa nữa, thì bạn ấy hiện tại đang ở rank chiến tướng cơ. Vậy nên trận đấu này cũng sẽ là một trận đấu rất là căng thẳng. Nhưng mà trước hết thì mình cần phải đổi lại cái trang bị cái nã. Bởi vì là cái bạn này thì mình đang chơi thì nó vẫn chưa có trang bị dành cho Liliana mà mình hay chơi. Nên mình sẽ đổi lại một chút này. Thì đây chính là bộ trang bị tổng hợp mà mình hay sử dụng nhá. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào trận đấu của ngày hôm nay thôi. Nhưng mà trước hết thì đừng quên là bấm ngay nút like cũng như là đăng ký kênh của mình, để mình có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm chơi vị từng Liliana đến cho các bạn hơn nhá. Rồi và sau khi bấm like, bấm đăng ký kênh xong thì chúng ta cùng nhau vào trận đấu thôi. Với trận đấu này thì chúng ta sẽ đối đầu với cả Iggy của team bên kia. Và bên dưới chúng ta sẽ có Omega và vị tướng Terry. Hai vị tướng này thì đợt này cũng khá là ghê gớm đấy. Trên kia chúng ta có Ryoma. Và đi đường rừng team bên kia thì bạn em ấy không có để ý lắm. Rồi và với Iggy này thì các bạn thấy nó lướt cái chiêu 2 á. Cái chiêu 2 nó bật mà người nó phát sáng lên. À giống như cái Darkrot này mà lướt cho hai Iggy phát sáng lên á, thì nó sẽ chuẩn bị dí cho các bạn đấy. Vậy nên lúc đấy tốt nhất sách chết đi về. Hoặc là nếu mà nó sử dụng cái chiêu 2 thì các bạn nên để ý sử dụng chiêu cuối cho mình để né cái choáng của chiêu 2 của nó nhá. Bởi vì một khi các bạn đã dính được cái chiêu 2 của người Iggy lên á mà nó spam chiêu 1 cho thì nó spam cho các bạn đến khi ngỏm luôn thì thôi. Vậy nên là hãy cẩn thận với chiêu 2 của Iggy nhá. Đừng để Iggy làm choáng các bạn. Cái pha này thì quả đấy là Omega tốc biến lên mình cũng hơi bất ngờ. Tại vì quả đấy mình nghĩ là Omega sẽ đứng im một chỗ thôi. Bởi vì nếu không thì quả đấy mình có nội tại thì sẽ ăn được cả hai mạng của hai người này rồi. Mà không sao, cuối cùng thì team mình vẫn xử lý được Omega và Terry. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại đường mid để đi farm thôi. Linh đạn, ôi trời ơi. Quả này thì mình không sợ bị nó dí chiêu 1. Bởi vì lúc đấy nó nhìn thấy mình nó sẽ chạy sách dép chạy về luôn rồi. Chứ mà nó ở lại là mình đánh cho ngọm luôn. 2-1 này. Linh, ôi chết rồi, mất linh đạo rồi. Mình đang chờ hồi chiêu cuối, mình đang chờ hồi chiêu 1 và chiêu cuối. Ôi chết rồi, Ryoma. Trời ơi, quả đấy mà mình kịp hồi dùng chiêu cuối là ngon rồi đó. Là mình sẽ cào chiêu 1 và lướt chiêu cuối. Nên 2-1 nữa là đủ combo. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ bắt ăn được mạng của Xgina này. Như vậy là chúng ta có mạng thứ 2 ở đây rồi. Ryuma thì chạy rất là nhanh nên là thôi, mình không có bắt nữa. Và mình sẽ đi nhanh xuống dưới đường mid để đẩy cái chân lính mid lên thôi. Trong cái giai đoạn này thì mình sẽ tiếp tục đi farm và đảo ganh ở các đường để gây áp lực. Và chúng ta sẽ thấy là trước hết thì mình cần phải farm cái chân lính mid này cái đã. Và chúng ta có Iggy thì mình cần phải về dạng người để cấu rỉa này. Ok rồi, sau đó là mình sẽ di chuyển xuống bên dưới đường này luôn. Dưới này thì team mình đã đẩy được cái trụ và mình để xem là có bắt được đầu của Terry ở đây không. Đây đây đây. Linh đạn này. Chiêu cuối 2-1. Trời ơi, không có ai giúp hết. Quả đấy là bạn chân bé Doom đi về mất rồi. Hay buồn. Quả đấy mà chân bé Doom luôn giúp thì ngon. Tiếp tục có mạng của Omega này. Và chúng ta cần phải cẩn thận với Ryoma ở đây. Và sau cái pha ngỏ mà rồi thì mình cũng đẩy lên cái trụ mít rồi này. Nhưng mà quá là đông rồi, mình cần phải đi về cái đã, sau đó là về dạng người để xem bạn bắt được chủ lực team bên kia cấu rỉa. Cứ từ từ đấy nhá. Nhưng cái pha combat tổng này mà các bạn ở dạng người cấu rỉa nó khác hoàn toàn với việc là các bạn chờ KS nha. KS ví dụ như các bạn kiểu chạy đâu đó được dưới đường rồng lên mà team mình đang ăn ngon nghẻ rồi mà các bạn ném chiêu một cái các bạn ăn được mạng đó, thì là KS. Còn nếu bình thường mà ở chung với team mà mình sử dụng chiêu để cấu rỉa nó khác hoàn toàn với việc là mình đến chờ để KS nha. Mình vẫn gây sát thương và sau đó lao vào kèo bình thường. Bởi vì hôm đó có comment mình nhận được chính là tại sao mình chơi theo hướng kiểu toàn chờ KS thế. Của trước cái sát thương đâu ra trời. Người ta thì đứng ở bên ngoài ném chiêu bục mặt ra chờ hồi chiêu để có chiêu cuối mới lao vào cào chứ. Chứ giả lẽ các bạn lao vào cào trước làm tanh nhà hay như thế nào. Combat tổng thì chúng ta cũng chỉ là pháp sư thôi, không phải con tanker đâu mà đòi lao lên để mở combat ra trước. Ủa, rồi chơi như thế nào thì mới vừa lòng mấy bạn được. Nói chung thì đây là cách chơi của mình. Mình không biết là các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng về căn bản thì mình thấy vẫn rất hiệu quả. Và mình vẫn chia sẻ cách chơi này đến cho mọi người và nhận được nhiều cái bình luận ý kiến về việc là chơi hiệu quả rồi nhá. Thì các bạn nghĩ sao về cái lối chơi của mình hiện tại thì các bạn cũng bình luận cho mình biết về nhá. Còn mình nữa cũng có thể khẳng định luôn thì đây không phải là KS đâu.
KS nó khác hoàn toàn luôn. Trời ơi, người ta mất công, người ta ném chiêu lên câu chiêu để ném hai một quăng quật cái là kiểu chủ lực team kia bay hết nửa cọc rồi. Xong để lao vào cào nữa thôi, xong kêu chờ KS. KS một mình cân 4 cân 5 hay gì? Rồi, về trận đấu của ngày hôm nay thì mình sẽ chơi bộ trang phục Tân Nguyệt Mỹ Ly. Hiện tại thì mình cũng đang có một số em có các bộ trang phục này. Thì các bạn mà muốn rước em này về để chơi thì hãy xem phần bình luận nhé. Ở bên dưới phần bình luận thì mình đã ghi rồi đó. Cứ bình tĩnh ở ngoài cấu rỉa cho mình nha, chứ không cần phải vội vàng lao vào cào làm gì cả. Đặc biệt với trận đấu này á, mà cái trận đấu này thì các bạn thấy là chúng ta có Omega. Mà Omega thì rõ ràng là nếu các bạn áp sát nó sẽ bị để chiêu cuối ra luôn. Vậy đây thì hãy để cho Omega dùng chiêu cuối trước rồi mới lao vào cào nha. Hoặc là trừ trường hợp Omega lúc yếu máu và team kia cũng không còn chiêu nữa. Còn nếu mà vẫn đang combat tổng ngon á, mà các bạn mà lao vào cào sớm mà Omega có chiêu cuối là các bạn bay màu luôn á, chứ không phải ở cái không KS nổi nữa đâu. Và tầm này thì mình có đồ rồi nên là cào team kia thì cũng rất dễ thôi. Thực ra thì về khoản sát thương thì trận này thì mình không thể nào bằng Van Hên được. Van Hên gây sát thương liên tục rất là nhiều. Còn mình sẽ là chủ yếu những cái pha trọng điểm ném chiêu 2-1 như thế này thôi. Đó các bạn thấy chưa, không cần đến sát thương của Van Hên mà mình vẫn phải gây sát thương rất là lớn luôn. Rồi là KS giữ chưa, rất là mệt nha. Và trận này khi mà mình kết hợp cùng với cả chân đế Doom và idol top top Don Don thì chơi cũng rất hiệu quả luôn này. Ok, trận này thì các bạn cứ để cho chân bề Doom mở giao tranh ra thôi. Những cái pha đẩy mà đẩy ngon một cái là chắc chắn các bạn sẽ có thể là combat ngon. Việc đẩy á, có thể khiến cho bên kia bị choáng thì các bạn có thể tận dụng lúc đó để bắt vào người của tiên địch nhá. Lưu ý cho mình này là thời gian choáng không có nhiều thì các bạn cũng đừng có ham hố việc mà lao vào cào cả. Choáng xong các bạn hãy ném 2-1 và để cho nó câu chiêu ra trước thì chúng ta mới lao vào sau nha. Còn như kiểu các bạn mà lao bục một cái mà bị XG đẩy này, bị Omega đẩy này, hay là ăn choáng từ Nacross này, ăn choáng từ Ryoma này, chả chịu nổi đâu. Ok, và mình đã có đồ để cào đây rồi. Những cái pha combat tổng cuối thì chúng ta nên ở dạng người nhiều hơn giúp cho mình nhé. Và có vẻ như là team không đi qua đây rồi. Bây giờ mình chỉ chờ có một đứa nào đó đi ngang qua đây đi lạc thôi, kiểu Nacross, Ryuma, XG gì đó. Và không, chúng ta có cơ hội khác ở đây rồi. Ôi giời ơi, mình tí. Hồi chờ rất là nhiều choáng luôn. Ryuma yêu máu kìa, Ryuma yêu máu kìa. Cả XG yêu máu kìa, Ryuma. Thơm luôn. Bây giờ là còn mỗi mình với cả Triệu Vân với cả chân bề Doom thôi. Vẫn sẽ lấy được cái trụ này thôi. Thế là chúng ta sẽ có thêm một sao nữa rồi ở trên rank chiến tướng. Không biết ông bỏ sữa ông này rank bao nhiêu ta. Mình nhớ không nhận là rank 6x hay sao ấy. Ok, và trận đấu của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Đừng quên là bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi quá trình mình kết tóc của tuần này, cũng như là mình có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi của Lena đến cho các bạn nhiều hơn nha. Bye bye.